con đến với yoga cũng mới đây thôi, tầm hơn một năm. Đến bây giờ khi mà nhìn lại tất cả mọi thứ thì cảm giác được dư luận nó giống như là một cú tát thẳng vào mặt mình. Trước đây á, bọn anh có một thể trạng yếu, mà chính vì cái thể trạng yếu đó cho nên sẽ tác động lên tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành động. Đôi khi nó cũng sẽ bị tiêu cực đi rất là nhiều, và đôi khi mình cũng sẽ bị phản bác lại một cách tiêu cực, y như là những gì người ta đã làm với mình. Tập yoga rồi thì mình thấy là mình bình tâm lại. Khi mình nghe một cái điều gì đó, có thể đến bây giờ bọn anh vẫn phản bác lại, nhưng mà cái phản bác đó của mình nó khác. Nó đã điềm tĩnh hơn, nhìn mọi vấn đề chậm lại. Đến bây giờ thì bọn anh nghĩ là sự lựa chọn yoga là một sự lựa chọn đúng đắn.